Xin chào các anh chị quay trở lại kênh YouTube Lương Hà Lối Bài. Hôm nay em xin làm một cái video nhỏ nhỏ về so sánh hai con Twitter R5 và con Twitter Thunder. Thì hai con này thì nói về giá trước thì con Twitter R5 đang được bán là 16.800. Con R Thunder này thì đang được bán giá khá tốt là 15.200. Hai con này thì về cấu hình thì nó giống hệt nhau, chủ yếu là chỉ khác nhau kiểu dáng khung sườn thôi. Thì con Twitter R5 thì kiểu dáng khung sườn nó khá là hầm hố. Khung sườn thì nhìn nó bản khá là to, rất là hầm hố, nhìn thì nó hơi cứng. Còn con Twitter Thunder thì cái bản khung sườn của nó này nhìn nó thanh thoát hơn và điệu đà hơn. Cả hai đều là khung sườn carbon và cái giá tiền thì cũng có sự chênh lệch khá là nhiều về các cái cấu hình khác như bộ chuyển động các thứ, thì về cơ bản là nó xem nhau. Cả hai con đều được hãng trang bị bộ tay đề là tay đề Shimano Claris R2000 này. Đó, cả hai đều Shimano R2000, gạt đĩa Shimano Claris R2000 này, củ đề sau Shimano Claris R2000 này, đùi đĩa trục rỗng của Retrowex. Hai cái mẫu đùi đĩa nó hơi khác nhau xíu nhưng về cơ bản nó như nhau thôi, nó cũng tiền nó xem nhau. Cơ là bánh bản cao 4 phân đùm khá là lổ, khá là to đấy, cái đùm kêu khá là to luôn nhé các anh chị nhé, kể cả con Thunder đây đùm cũng thế đấy. Con Thunder thì đùm cũng là kêu to. Đó, cả hai mẫu thì giờ đùm nó cũng xem nhau. Ghi đông của nó là ghi đông bô tăng nhôm. Đây, ghi đông nhôm, bô tăng nhôm, yên giống nhau. Đó, cái bánh nhau thì đùm nó khác nhau một xíu thôi. Đấy, đùm của con R5 thì thiết kế nhìn khá là đẹp luôn. Đây, đùm có chữ của Retrowex và đùm cớ nổ khá là to. Em sẽ quay cho các anh chị xem cái đùm của con Twitter Thunder. Đùm cũng gáy nhưng nó kêu to thì không to bằng. Đùm của Thunder này thì đùm nó độ trớn thì thua cái thằng kia chút. Về đùi đĩa của con Thunder thì kiểu dáng cũng là đùi đĩa trục rỗng của Retrowex, như kiểu dáng nó hơi khác xíu. Về cơ bản tổng thể về như xăm lốp thì là thằng này sử dụng xăm lốp của Innova. Còn thằng Twitter R5 thì xăm lốp của Maxxis. Đó. Về giá tiền thì nó chênh nhau mất 16.800, 15.200, 1.600 á. Nói chung là chênh nhau khá là nhiều tiền. Chênh nhau nhiều tiền như thế thì em nghĩ là Twitter Thunder thì giá nó sẽ hợp lý hơn. Đó, đều là khung sườn carbon. Còn nếu các anh chị thích kiểu dáng của con này R5 thì chúng ta có thể quyết định con này R5 cũng được. Bởi vì một trong hai con này về giá tiền hiện nay nó cũng là một trong những con tốt nhất trên thị trường rồi. Rất là khó có thể kiếm được các hãng xe khác mà có cái giá tiền hợp lý như này, chỉ hơn chục triệu được khung sườn carbon, bộ chuyển động 3 món Shimano Claris R2000. Nên các anh chị có thể cân nhắc cái mẫu này. Còn cái mẫu này là hàng chính hãng Twitter thì cũng là thương hiệu quá nổi tiếng rồi, chúng ta cũng biết rồi. Với phân khúc bình dân mà chúng ta mới chơi xe thì em nghĩ là chơi bét nhè không hỏng được đâu. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video.